Đây là con nít 110 anh em nhé. Mình hôm nay mình làm video về con xe lít 110 này, nó đang bị tiêu bình ắc quy nhé. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra trực tiếp cho anh em xem, kiểm tra kỹ lưỡng mà chỉ dẫn cho anh em nào mới vào nghề hoặc là anh em nào có thể là không có đồng hồ để đo. Mình sẽ chỉ chi tiết nhất cho anh em xem nhé. Đây lấy bình ắc quy thử đi em. Đây mình bây giờ mình sẽ lấy bình ắc quy để mình kích lên nhé. Bây giờ mình đầy lên rồi anh em nhé. Rồi mình sẽ kiểm tra nguồn đèn trước và là sạc. Mình sẽ kiểm tra sạc và nguồn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nguồn cho anh em. Những anh em nào mà không có đồng hồ đo thì mình sẽ dùng bóng thử này. Bóng thử này mình kiểm tra cho anh em là chuẩn nhất nhé. Quay lên. Đây là 3 dây vàng anh em nhé. Thì mình kiểm tra 3 dây vàng ngày trước, 3 dây vàng ở sạc đây. Anh em nhé, đây là dây ở giữa nhé. Đây là dây ở cạnh này. Mình sẽ sang dây này, đây sang dây này anh em nhìn thấy nó còn tối hơn đâu. Quay gần nhé. Cho gần bình xin. Anh em kiểm tra kỹ cho mình là cái này thì đây mình thử trực tiếp vào sạc đây. Dây ở cuối cùng đây nhé. Đây là dây ở giữa. Dây giữa sáng hơn anh em nhé. Dây ở cuối cùng này. Đây, sáng bằng dây ở giữa. Mình kiểm tra lại một lần nữa nhé. Cái dây ở cuối cùng này là yếu hơn hẳn nhé. Nếu anh em cảm thấy nó chưa yên tâm thì mình rút hẳn ra. Mình rút hẳn dây sạc này ra nhé. Nếu mà mình anh em nào mà có con sạc thì mình thử cũng được, không thì mình tháo hẳn ra. Tháo hẳn dây này ra kiểm tra là chuẩn nhất. Nếu mà mình còn nghi ngờ là nó bị chết sạc, anh em rút hẳn ra cho mình như này. Đây nha. Đây là dây đầu tiên nhá. Dây thứ hai anh em nhá. Dây thứ ba. Dây thứ ba tối hẳn luôn. Anh em để ý kỹ cho mình. Hai dây này rất là sáng này. Mình kiểm tra kỹ nhé. Đấy, một dây này tối là điện sạc vào con sạc nó sẽ rất là kém. Anh em chỉ cần kiểm tra kỹ thế cho mình là được. Bây giờ mình sẽ tháo nguồn ra cho anh em xem nhé. Đây, mình kiểm tra luôn là trực tiếp vào đây này. Đây một dây tối hơn nhé. Anh em để ý cho mình. Rồi, giờ mình sẽ tháo nguồn ra nha anh em nhé. Đây, mình sẽ tháo nguồn ra để cho anh em xem nó chết như nào nhé. Nó chết nó sẽ có cái hiện tượng dấu hiệu như nào. Đây, mình đang tháo lốt rồi. Lốt cho anh em xem cái này nhé. Trường hợp mà quận nó bị hỏng này thì nó cũng do nhiều vấn đề, thì bây giờ mình sẽ tháo cho anh em nhìn kỹ nhé. Đây mình sẽ vam vô lăng ra để lấy quận nhé. Ah!
Đây là cái vô lăng của nó anh em nhé. Vô lăng để lâu rất là bẩn. Giờ mình sẽ tháo cái cuộn này ra để chỉ cho anh em là nó bị vấn đề ở đâu nhé. Con cuộn này thì thực ra thì nó rất bền nhưng mà nó chạy nhiều cũng do nhiều tác động. Nhiều khi khách người ta đi ít bật đèn quá nó cũng nhanh hỏng. Gần như đi chỉ đi ban ngày không cũng bị. Mình sẽ gỡ ra cho anh em xem nhé. Đây anh em ơi, đây nó đang bị cháy chân rồi nhé. Nó đang bị cháy cực. Đang bị cháy một chân rồi. Nó còn tung cả da, rụng cả chân ra nha anh em nhé. Con này nó cũng, đây bên này cũng bị. Thì anh em kiểm tra kỹ cho mình. Đang bị cháy hết cả chân rồi. Đây là nguyên nhân chính của nó nhé. Thì anh em để ý kỹ cho mình cái vấn đề là cái dòng này thì khách người ta đến mà nó hết bình thì mình lên kiểm tra cái điện ba pha, cái nguồn đèn này nhé. Thường thì mình cũng hay dùng bằng đồng hồ nhưng mà đây hôm nay mình chỉ dẫn anh em nào mới vào nghề hay là có anh em không có đồng hồ thì đo bằng bóng này thì nó cũng chuẩn chính xác 100%. Anh em đo mà nó thấy nó hơi tối tối một bóng là anh em phải kiểm tra nguồn ngay. Rồi bây giờ thì mình cảm ơn tất cả các anh em nhé. Anh em nào thấy hay thì vào like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.